Quý vị chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Golden Cross và Delta Cross là hai công cụ đắc lực của các nhà giao dịch theo xu hướng, giúp trader xác định điểm mua và bán tối ưu trên biểu đồ giá. Nếu Delta Cross, điểm giao cắt tử thần, báo hiệu một xu hướng giảm giá mạnh, thì Golden Cross, điểm giao cắt vàng được xem là một tín hiệu tăng giá đáng tin cậy trên thị trường. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng tôi tìm hiểu về Golden Cross và cách sử dụng Golden Cross để xác định xu hướng thị trường nha. Theo chúng tôi hiểu, Golden Cross hay còn được gọi là điểm giao cắt vàng là một mô hình breakout khi đường trung bình đồng MA ngắn hạn, thường là đường MA 50, cắt lên trên đường trung bình đồng dài hạn, thường là đường MA 200 hoặc giao cắt lên một vùng kháng cự. Khi đó một xu hướng tăng sẽ bắt đầu. Tín hiệu này sẽ chính xác hơn khi kết hợp với khối lượng giao dịch gia tăng. Cách xác định Golden Cross. Tín hiệu Golden Cross được hình thành sau 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, xu hướng giảm đang hình thành đáy khi lực bán ra đang dần cạn kiệt. Giai đoạn 2, đường MA ngắn hạn cắt lên phía trên đường MA dài hạn để kích hoạt sự phá vỡ và xác nhận sự đảo chiều của xu hướng. Giai đoạn 3, xu hướng tăng tiếp tục và thúc đẩy giá tăng cao hơn. Lúc này, các đường trung bình đồng đóng vai trò là các mức hỗ trợ khi giá hồi lại, cho đến khi chúng giao nhau trở lại và tại điểm mà một Delta Cross có thể được hình thành. Cách sử dụng Golden Cross trong giao dịch đó là gì? Bạn có thể chọn hai khung thời gian bất kỳ để có thể xác định chỉ báo này, miễn là bao gồm một đường MA ngắn hơn và một đường MA dài hơn. Tuy nhiên, cặp MA được sử dụng phổ biến nhất là MA 50 và MA 200. Họ thường dùng cho chỉ số S&P 500. Khi MA 50 cắt lên MA 200, thì đó là dấu hiệu mà nhà đầu tư cho rằng S&P 500 bước vào giai đoạn tăng giá. Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các MA ngắn kỳ hơn như là MA 5 và MA 15 để xác định các Golden Cross trong ngày. Phân biệt Golden Cross và Death Cross. Ngược lại với Golden Cross, Death Cross là điểm giao cắt tử thần xuất hiện khi đường MA 50, tức là MA ngắn hạn cắt xuống phía dưới MA 200, MA dài hạn. Kết hợp với việc khối lượng giao dịch tăng cao sẽ là tín hiệu xác nhận cho một đợt giảm giá. Khi sự giao nhau xảy ra, đường trung bình đồng dài hạn được coi là mức hỗ trợ chính trong trường hợp Golden Cross hoặc mức kháng cự trong trường hợp Death Cross cho thị trường từ thời điểm đó trở đi, cũng giống như các chỉ báo kỹ thuật khác. Golden Cross có độ trễ nhất định và tất nhiên không có chỉ báo nào có thể dự đoán được chính xác hướng đi tương lai của thị trường. Chính vì vậy, bạn phải luôn kết hợp các tín hiệu và chỉ báo trước khi đưa vào giao dịch. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công!